Bác Hồ sắp phát tiền rồi, phát thưởng rồi. Nghe nghe chưa? 9 giờ. Nghe răng rồi. 9 giờ là bác tươi cười rồi. Nghe răng hết rồi. Đấy, bác sắp đọc tuyên ngôn rồi các bác. Đấy. Hôm nay là ngày trọng đại đấy. Hôm nay bác phát lộc toàn dân này. Chuẩn, ngày dỗ. Nếu mà dỗ theo lịch dương thì hôm nay bao nhiêu anh công nhỉ? Hay là mang đi chơi thôi? Mang đi chơi, cứ mang đi anh nào thích chứ. Tưởng mà mang 3 cây. À, kêu mấy cây này kia. À, cái này bao tiền đấy anh? Có khách thì là cứ bảo lấy số gọi anh. À, lấy số à? Báo giá vùng kín, inbox vùng kín. Rồi. Anh bây giờ anh có kiếm được mấy cái đấy, khay như này không? Kiếm em mấy cái? Để đâu rồi. Thằng kia nó còn làm bán không có. Đây anh ơi. Đọc số, nổ số, nổ số đẹp đấy ạ. 0906 906 799 799 866 866. Có bán sim không? Có bán sim không? Không. Không bán. Có đẹp đấy. Đấy, liên hệ công nhé, để biết giá cây này nhá. Bây giờ vào nó đi chơi nhiều lắm rồi. Cái này thì một người bên bên nhẹ đi chứ, đúng không? Một người bên nặng, mà cái bên trên nó nặng. À, đá nặng nhỉ. Yeah. Nhưng mà thích, thích cái khay làm kiểu này. Đăng đăng cái này cho to này. Đấy. Đăng cái này cho to này. Nắm cơm à. Giấy to nhất chợ. Giấy này nhiều hoa đấy. Đang người ấy. Đang già đanh rồi đấy. Đang già đanh rồi, cái này là già hoa đấy. Đấy, siêu mini. Ở nhà anh nhiều cái đồ này lắm không? Hết rồi. Hết rồi. Còn cái này thôi. À, cái này bao tiền hay là mang đi chơi? Hơn triệu đúng không? Hay mà anh nhiều cái đồ cổ ở nhà ai biết đấy. Chả biết có phải cổ nhưng mà em thấy là chắc là cổ. Không hiểu. Không hiểu lắm nhưng mà thấy hay đấy. Chứ có mấy cái lọ, cái bình vôi hay phết nhỉ? Bình vôi Nguyễn đấy có 6-7 cái. À. Phú chơi là phải người có tiền, mình chịu. Sống hổ đéo chơi bao được. Chả thế, nhà to nhất Dương Nội thì gì? Nhà công dân thì công dân chơi gì? Đấy. Đâu là ông ấy ký đá cây này đây. Xung quanh. Và tập trung chuyên môn các anh em lại nói. Đây hôm đi triển lãm ở Thanh Oai này. Trước cây hồng ở ngoài con này bán này đây. Anh em đi không định bán một người kia luôn này không được. À, được. Đổi mòn. Tốt quá bán nên là hết lại có. Là từ 509 đến bây giờ. Này. Hết. Hết mai lại có yên tâm. Ông bơm cái này ra một đoạn thằng mai nhỏ nhỏ nữa. Bây giờ phải nuôi thì mới được. Nhưng mà em phải lại làm lại một tí, làm thêm chứ không phải làm lại. Dâng cái ngọn lên. Phúc đang nghe để mà cho nó mấy xong mà mới giật ná. Không, phải dâng cái đây cho nó có ngọn lên. Cũng ngọn của đây rồi nhỉ. Thế mà dâng nó cao lên tí nữa. Con này cắt không kỹ. Dâng nó cao lên nữa. Cái năm rồi mùa hè mình chưa mấy chơi về cái là mình. Thế đây, thế đâu về đã, còn nếu đúng ra là về số cuốt là nằm phát. Này gọi là tọa sơn à? Phẳng đét. Tọa sơn à? Thành Sơn Vọng Nguyệt. À, Thành Sơn Vọng Nguyệt. Tác phẩm của người làm ra ấy. À. Người ta đặt tên thế gì? Tác phẩm, tác phẩm là Thành Sơn Vọng Nguyệt. Hết đá, hai sầu, con sầu sắc lắm. Đấy, cái này mà anh bật lá này nhìn dễ. Để này hơi khó xem. Thành Sơn rồi. Đây đấy. Đây chủ đây, bác hỏi luôn chủ đây. Rẻ đấy. Chợ này có vẻ hơi lưu tiêu kìa. Nay chắc nghỉ ăn rằm hết. Nghỉ rằm hết. Rồi cái gì đi vòng rồi chưa thấy cây gì đặc sắc. Có cây chuối này khá. Ông sửa răng à? Vâng, ra sớm tí về quê tí. Ừ.
Này để cái chậu đẹp đẹp nhìn hay phết đấy. Phải đất phải tiền. Không chơi chậu nữa mà chỉ bầu không thôi. Đâu, đấy, quan trọng là nó ổn định chậu rồi, nó không nghem nghem. Bóng đá chắc phết rồi. Này có 3 con mini này. Đấy. À, đấy. Nhìn hay đấy. Yeah. Đấy. Vô hôm vừa rồi nhá. Mò hết một lần lại đi, nhét con lợn dưới. Chồng nó lại ra để lại. Ăn uống đầy đủ đấy. Ở dưới toàn con lợn. Đang trung châu cái này. À đây cái cúng nha. Đây của ông nhạn không khoe đây. Nhạn đây, của anh nhạn đây kìa. Vâng. Hôm trước thấy ông gửi cháu ảnh cái này đúng không? Mấy chục cái này không? Cái này 15 rồi. Trung trung một tảng đá, một dãy đá Trường Sơn. Trường Sơn, dãy Trường Sơn. Chập trùng, chập trùng. Thế à? Thảo nào không thấy em đã thích về. Không thấy cán bộ nhắc gì. Đấy, mặt sau đây vướng quá, chỉ quay cửa. Đây núi Trường Sơn à? 15 triệu à? Cũng một vách đá. Thế nào, còn không còn. Không còn để cả đằng kia đấy sao? Không phải à? Tôi quay cả cái tủ cảnh này. Anh sang cả 4 kẹo đây. Người lắp chất châu Âu mà. Xong xón cũng bỏ 6 triệu. Nhưng một xe Mỹ, quần áo Mỹ ra bỏ 4 triệu. Người ta chưa quét. Chưa quá. Đấy. Có hỏi mua cái xe không? Ôi giời. Ai rổ cái xe ra đâu rồi. Vào không ạ? Bảo bán cái xe 4 triệu. Đấy, không tầm đấy. Bảo cái xe 4 triệu không đấy. Cả cái cảnh vào lâu đời như thế này rồi mà giá. Thế có bán riêng cái cổng không? Cắt tao được. mỗi thứ 4 triệu. 4 triệu. Sau này gắn vào cái này không hợp. Quá. Cái trên này thì đẹp, cái khay này này. Không khoái cái khay này. Thế là ông bảo bao nhiêu thì ông bán nhỉ? Quên mất rồi. 6 triệu. 6 triệu được cả đất cả nhà. Cây sân vườn ao cá. Một tay bê nhẹ. Này chắc là khoảng 35-25 nhỉ? 25-35 đúng rồi cả. Đấy. Mắt như thước. Tai chuột nhưng mà búp đang đỏ lắm. Bên xanh bên si. Đấy cái tường bao này cũng được này. Tường bao. Cắt gạch. Tiền đấy mà chơi. Cháu mà chơi cháu lại phải gỡ bỏ cái. Ngắm xứng rồi. Cháu chơi cháu lại phải gỡ bỏ cái khay này, không thích khay này. Nhưng mà gỡ ra không gỡ được. Đừng có gỡ. Cái này cháu để xăm sắp nước để dễ này thì dễ đây ít rồi. Chỉ có tiền. Đây phải cho vợ tất năm 3 giờ về chơi, chứ vợ ngắm xuống đời, chứ mãi mãi một thời gian. Ừ. Mình có cái quả nó đẹp này, cổ này. Đấy. Đây này, cái nhà còn lâu nỗi mà còn bột cả ấy ra đây này. Bột ra đây này. Bà mòn trong xe bằng tháng. Đấy. Nhiều lúc kiếm cái tiểu cảnh cũng ra. Nghe chủ yếu để mà chơi. Cái mãi thời gian để cho vợ con nó ngắm. Con cây nó không ngắm, nó ngắm cái này là thích này. Thế cho trong nhà cho vợ con nó ngắm, mấy cái cho nó bỏ ra. Rồi bỏ bố mình bẩn thế. Thế đang lấy mà chơi nó phí nha. Đấy, nhà ba gian đây. Nhà ngang có này. Cái kia ông mua sân cao mà nếu mà dịch mỡ chủ bán thì chỉ. Đấy. Đẹp ạ. Nghe chú lấy về cho còn cái dưới này bao tiền? Dưới này 2 triệu. 2 triệu rưỡi.
này thế. Ồ, sâm cau à, bán cả sâm cau à? Ừ. Làm ít ngâm rượu mà. Ừ. Hai tiền đấy cái này. Cháu cây này cháu không có tiền, không chinh phục được. Đại gia hợp với đại gia hơn. Quá. Hợp với đại gia. Không lại đọc lại số không đi mà bán. 0934 0934 309 309 788 788 được. Ngày nào cũng hỏi lại số mình lắm. Hả? Nó có chơi có thích cái này đâu. Rồi ok. Cái gì chả thích chơi, không có tiền thì làm nào. Có mấy bao nhiêu mà. Hả? Ông cứ để ở nhà ông nào cho vào bốc. Không bán được cho bốc. Đấy. Anh em nhảy vô đi. Nay đang Tết độc lập. Bán hạ giá đấy. Tận lượng mai. Rồi để sang chỗ khác đi.